nhân dịp đầu năm mới nhâm dần 2022 chiều ngày 9 tháng 2 đồng chí nguyễn xuân quang tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đã đến thăm chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc việt thiên công ty trách nhiệm hữu hạn trẻ phương nam cùng đi có đồng chí nguyễn phương nam ủy viên ban thường vụ huyện ủy chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy đồng chí lê trí thái huyện ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo văn phòng huyện ủy liên đoàn lao động huyện tại các doanh nghiệp đến thăm đồng chí bí thư huyện ủy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nguyễn Xuân Quang ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của các doanh nghiệp trong những năm vừa qua, khẳng định đây là những đơn vị sản xuất kinh doanh hiệu quả, có nhiều đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước, luôn tích cực đi đầu tham gia các hoạt động an sinh xã hội và các chương trình, sự kiện lớn của tỉnh, huyện. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Quang đã tặng lãng hoa của huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, chúc Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, toàn thể cán bộ và nhân viên các doanh nghiệp bước sang năm mới sức khỏe, thành công đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới các doanh nghiệp tiếp tục phát huy thuận lợi, chủ động mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ để mạnh sản xuất nâng tầm vị thế doanh nghiệp. Huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đại diện các doanh nghiệp trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đồng chí bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện và các đồng chí trong đoàn. Nhấn mạnh các doanh nghiệp sẽ quyết tâm vượt qua khó khăn, đoàn kết xây dựng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, phát triển đáp lại sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện